Thế là cuối cùng là mình đã có được một dĩa gỏi củ cải với thịt bò xào. Mình có thêm hai quả ớt để mình đặt lên trang trí nha. Vì mình có trộn ít nước mắm á, cho nên cái phần nước mắm còn lại mình để đây. Nếu khi mà mình ăn lạt á thì mình chấm thêm nha. Món này ăn ngon lắm này các bạn. Nguyên liệu để mình làm món gỏi củ cải thịt bò xào thì ở đây mình có khoảng 300 g thịt bò này các bạn. Mình đã cắt mỏng rồi. Và ở đây là 600 g củ cải này. Rồi mình đã chuẩn bị hết những cái nguyên liệu sẵn nè. Đây là rau thơm, rồi đậu phụng rang vàng, rồi mình đập dập rồi nè. Một ít hành tím mình bào mỏng để một lát nữa mình phi cho nó vàng giòn nha. Rồi khi mà trộn thì mình cũng có đường nè, nước mắm, ớt cắt nhỏ, tỏi băm nhỏ và mình có sử dụng một quả chanh nữa nha. Rồi để ướp thịt bò thì mình có bột nêm nè, tiêu. Cái chỗ tỏi băm này mình cho vô thịt bò khoảng một nửa nè các bạn. Để mình ướp nha. Rồi mình cho vô đây một ít bột nêm. Khoảng cỡ một muỗng đầy như vậy thôi nè các bạn. Và tiêu. Tiêu mình cho khoảng nửa muỗng thôi. Và mình đảo đều thịt bò và những cái gia vị này thì mình ướp cho thịt bò nó thấm ha. Mình bào vỏ củ cải này các bạn. Mình lấy cái dao hai lưỡi nhỏ mình bào phần vỏ ha. Củ cải mình đã bào vỏ xong rồi thì mình cũng sử dụng cái dao hai lưỡi, nhưng mà cái dao hai lưỡi này á, thì mình sắt cho nó dày hơn cái dao khi nãy nha. À, mình bào nó ra mỏng mỏng. Mình cứ tiếp tục mình bào cho nó hết những củ cải này ra luôn nha. Củ cải mình đã bào xong rồi này các bạn. Bây giờ mình cho vô đây một ít muối ha. Ít muối rồi mình đảo đảo đi. Rồi mình lại cho thêm một xíu nữa. Mình đảo đảo đi để cho cái củ cải của mình nó thấm vô muối á, cho nó bớt cái vị hăng nha. Và mình ướp cái củ cải này trong muối này khoảng cỡ 10 phút nha. Mình múc ra đây một cái muỗng đường ngang ngang này các bạn. Mình dùng cái muỗng tròn này để mình múc ha. Cho vô một cái chén. Rồi cái phần nước cốt chanh á, mình nặn ra thì nó cũng khoảng cỡ một muỗng này. Mình cho vô ha. Rồi bây giờ mình cho vô đây thêm một muỗng nước mắm nữa nha. Và mình khuấy đảo đều đi nha. Khi mình đã khuấy tan đường rồi á thì mình cho phần tỏi và phần ớt vô. Mình làm sẵn cái chén nước mắm này để một lát nữa mình trộn gỏi cho các bạn. Mình bắc một chảo dầu lên rồi mình đổ hành để mình phi nè các bạn. Khi mà hành nó chuyển chuyển qua cái màu vàng rồi thì mình tắt bếp nè. Rồi mình tắt bếp xong rồi cái mình có chuẩn bị sẵn ở bên này một cái vợt á để mình hấn á các bạn. Thì mình đổ nó vô cái vợt ha. Mình múc vô lại cái chảo mà mình mới phi hành á, mình múc vô khoảng một muỗng dầu ăn đó các bạn. Rồi mình thử. Khi dầu sôi lại rồi thì mình cho cái chỗ thịt bò mà mình ướp khi nãy á, mình cho vô để mình xào nhé. Mình sử dụng cái đồ đảo bằng gỗ các bạn. Vì đây là cái chảo không dính á.
cho nên là mình sử dụng cái đồ gỗ thì nó tốt nha. Thịt bò mình xào ở trên bếp được 6-7 phút rồi á, nó đã chín rồi nè các bạn. Vì mình cắt mỏng á, cho nên nó cũng dễ chín lắm. Rồi như vậy là được rồi ha, mình tắt bếp nha. Củ cải mình ướp với muối được khoảng 10 phút rồi các bạn. Cái miếng cải nó mềm này. Rồi bây giờ mình cho nước vô nha. Mình lấy cái tay á, mình rửa để cho nó sạch cái muối mà nó bám ở chung quanh cái củ cải á các bạn. Rồi khi mà mình rửa rồi thì mình ở bên này mình có chuẩn bị sẵn một cái thau nước sạch nè các bạn. Mình cho qua bên thau nước sạch để mình rửa lại thêm lần nữa nha. Mình rửa củ cải lại cái lần thứ hai này các bạn. Mình rửa hai lần như vậy thì cái củ cải mình nó sẽ không có còn cái vị mặn của muối nữa nha. Rồi khi mình rửa xong thì mình lại vớt qua bên này. Mình để qua vô một cái rổ cho nó ráo nước nha. Mình sử dụng cái túi để vắt nước cốt dừa các bạn. Mình cho cái củ cải vô để mình vắt cho nó kiệt nước luôn nha. Cho nó khô cái củ cải. Củ cải mình đã vắt sạch nước rồi nè các bạn này. Nó khô rồi nè. Bây giờ mình trộn ha. Cái rau thơm thì mình cũng đã cắt nhỏ ra rồi nè. Bây giờ đầu tiên là mình cho cái thịt bò vô. Mình lấy cái phần thịt thôi ha. Chỗ này có 300g thịt bò mà các bạn thấy mình xào lên thấy nhiều không nè. Tại mình cắt mỏng ra cho nên là mình thấy nó nhiều. Quả. Rồi mình chan nước vô, mình chan nước mắm vô. Mình có thể chan khoảng một nửa cái phần này thôi các bạn. Vì mình sợ nó mặn á, cho nên mình chan vô một nửa thôi. Còn một nửa mình để bên ngoài. Nếu mình ăn nó có lạt thì mình chấm ha. Rồi mình bóp để đảo đều thịt bò và củ cải ha. Hành tím phi mình cũng cho vô đây khoảng một nửa đi ha. Còn một nửa mình để trên mặt. Rau thơm thì mình cho hết. Đậu phụ mình cũng cho khoảng một nửa ha. Và mình đảo đều đi nha. Mình đơm cái gỏi củ cải và thịt bò xào mình đơm ra cái dĩa này các bạn. Mình phải sử dụng cái dĩa to này nó mới hết đó các bạn. Wow, nhiều thịt á. Cái phần thịt bò nó ở dưới này. Rồi khi mà mình đơm ra dĩa rồi thì mình cho đậu phụng lên trên mặt nhé. Và mình cho cái chỗ hành phi này lên trên mặt luôn. Thế là cuối cùng là mình đã có được một dĩa gỏi củ cải với thịt bò xào. Mình có thêm hai quả ớt để mình đặt lên trang trí nha. Vì mình có trộn ít nước mắm á, cho nên cái phần nước mắm còn lại mình để đây. Nếu khi mà mình ăn lạt á, thì mình chấm thêm nha. Món này ăn ngon lắm này các bạn. Mến chào các bạn nha.